nó làm cái khung kinh tế xong nè. Nhớ hồi đó con Tracy với con Jackie đó, hai chị em nó, ông Thanh dẫn đi công kinh pass á, nó lựa một cái trái bí mà nó còn bự gấp hai lần nó bự bên kia luôn. Ông tức cười quá, nói tại vì nó bán theo từng trái đó, bây giờ lấy trái nhỏ cũng giá tiền đó, trái lớn giá tiền đó, nó lựa trái bự. Ông kia về chắc của nhà mình nó là 1.300 feet, 1.300, 1.300. Còn với nhà Katrina thì mình không biết luôn. Chắc là đi nào kia. 1.310 là ở trên cái nhà mình hay là ở trên cái đất mình, ở cái bắt đầu đây đất mình. Chắc cái nhà. Đó. Ngày xưa cái Google mình mới có đó, mình cứ vô Google mà cho nó chỉ hết. Dạ, hồi đó anh thấy giờ, nguyên cái lót của mình đó là nó cắt. Bây giờ mà chú phải vô cái GIS. Cái gì? Cái đánh trần sao? GIS. GIS. Geographical Information System. Hồi xưa đó. Vô county rồi bấm cái miếng đất của mình. Em thấy lúc trước đó, nó còn có cái chụp hình cái satellite kìa. Cái laptop thì nó dễ rồi, nhưng mà cái bây giờ cái máy của em mà vô Google đó là